Thì đến lúc mà em sắp sanh thì em nhận được một cuộc gọi đặt tiền, hỏi là tiền gì. Anh mới nói là chồng em mượn tiền nhưng mà gọi điện không được, chồng em hiện tại đang ở đâu. Thì em mới nghe như vậy, mà lúc đó chồng em đang về nhà. Em mới nói là chồng em về nhà rồi, không có ở đây, để có gì em liên lạc được với chồng em thì em báo. Thì vài hôm sau thì anh lại đi cầm xe. Thì lúc đó em biết là anh đã dính vô một khoản nợ, nhưng em không biết là nợ bao nhiêu. Bắt đầu lúc đó em nghe được như vậy, em không giấu, thì em mới báo với gia đình bên ảnh. Thì anh chửi em, tại sao lại báo về bên đó. Em nói không, chuyện này em phải nói, không nói không được. Thì em có báo với gia đình. Thì đến lúc gia đình trả nợ cho bạn xong thì em đi sanh. Đi sanh thì vẫn bình thường, tại vì ba mẹ em có nói, lúc đó em cũng đòi ly dị. Em kêu là em không chấp nhận được chồng mà nợ nần như vậy, em không chấp nhận được. Bạn nói là tất cả là vì em, vì lo cho em nên bạn nợ. Thì em mới nói là lo cái gì cho em, chồng thì lo cho vợ đó là chuyện bình thường, nhưng không thể nào nói lo mà vì vợ lo cho vợ mà mang nợ. Em đâu cũng đâu có ép dao vô cổ bạn kêu bạn phải đi nợ về để lo cho em đâu, em không hề. Thì gia đình bạn trả nợ cho bạn, thì ba em có nói là thôi bây giờ gia đình bên đó giải quyết cho bạn, thì thôi con ở, không có ly dị. Thì em nói thì thôi thì con ở tiếp, không có gì nữa thì con ở tiếp, nhưng với điều kiện bạn phải thay đổi. Nhưng mình tồn tại bên cạnh đời nhau một cách rời rạc, thờ ơ vậy đó. Kiểu là cố gắng ở được giây phút nào thì ở, còn đến lúc mà mình chịu không nổi nữa mình sẽ bung. Thì bắt đầu bạn nợ thì bạn bị bắt về, bạn không được ở nhà em nữa, vì gia đình bạn lại nghĩ là bạn qua bên này bạn hư. Xong bắt đầu thì khi mà bạn về được một thời gian, em với bạn ở cách xa nhau. Em đi sắm bé thì diễn ra bình thường suôn sẻ, em sắm bé ở Sài Gòn. Thì thời điểm đó là mẹ chồng em cũng có lên. Thì mẹ chồng em kiểu là muốn em về nhưng mà lại không nói thẳng ra, mà kiểu cứ mấp mé. Bây giờ em mới đẻ bé thôi, mới đẻ nào còn nằm trong bệnh viện, bây giờ con về con cắt khẩu đi, con cắt khẩu để nhập bé vô. Lúc đó tự nhiên em cảm thấy là vì có bé nên bắt buộc em phải nhập khẩu, là muốn bé là về gia phả bên đó. Có nghĩa là từ trước giờ mình chưa nhập khẩu gia đình chồng. Dạ đúng rồi, tại vì nếu như ban đầu má kêu em nhập khẩu là em sẽ nhập, nhưng mà lúc ban đầu cứ má không hề nói như vậy. Nhưng mà đến lúc em đẻ em bé ra một cái là bắt đầu kêu em cắt khẩu, em không chịu. Em nói không, con không cắt, hiện tại con đang khẩu ở nhà gia đình con, thì mé Mia là bé con em á sẽ ở khẩu với nhà em. Thì bắt đầu kiểu không thích rồi, là má chồng em là bắt đầu khó chịu rồi. Tại vì khi sao em có bầu cũng không nói, nhưng mà khi em vừa đẻ bé ra là đề nghị em như vậy, thì bản thân em hoài nghi cái vấn đề đó. Mình cảm thấy mình không được tôn trọng thật sự. Là giống như mình giống như công cụ, là mình đẻ bé ra và mình có được bé thì gia đình chỉ thì cần bé có danh phận. Dạ đúng rồi, có danh phận kiểu vậy. Bạn phản ứng như thế nào với cái việc là em không chịu cắt khẩu? Bạn cũng im, bạn cũng không nói gì hết. À. Dạ. Tại vì em đã quyết rồi thì bạn cũng không nói gì hết. Tại vì căn bản em đã nói chuyện, em là em nói chẳng được tiếp với má luôn. Thì lúc đó má thì mẹ em mới nói là thôi, thì khi nào tụi nó ra riêng rồi cắt luôn. Cũng có sự người lớn vô nói thì gia đình cũng chịu, là cũng không nói đến nữa, không đề cập đến nữa. Rồi bẵng đi một thời gian. Dạ, nữa bẵng thời gian thì cái lúc mà đất, lúc mà bạn nợ thì bạn đã đòi bán đất, nhưng mà em không chịu. Em nói là chỉ có miếng đất thôi thì để cho Mia. Và trước đó là tụi em đang tính xây nhà nữa, giờ mà bán ra trả nợ là không còn, em không chịu, em không đồng ý. Thì bạn cũng không nói gì nữa, bạn nghĩ trong lòng thì bạn lại nói là tại sao lúc đó không đòi bán, bây giờ đòi bán. Khi cái có miếng đất đó thì tụi em mâu thuẫn. Thì sau một thời gian thì bắt đầu bạn mới qua, bạn nói em bây giờ bạn muốn mượn sổ đất. Em không tin tưởng tại vì em sợ bạn đi cầm. Thì em nói nếu như mà bạn muốn mượn thì gia đình bạn phải nói với em một tiếng. Bạn mới nói là mẹ cần đang cần một số tiền để chồng Lan. Thì em mới nói nếu như cần thì cứ gọi điện cho em sẽ lấy sổ về cho ba má đi cầm. Bắt đầu bạn mới đi về, bạn nói là không tin tưởng bạn hay gì mà như vậy. Em nói cứ về nói với má đi. Xong bắt đầu là cãi gây lộn rồi, là bạn nói em là bạn nói nhưng mà em không tin. Thì má có gọi điện qua thì đúng rồi, là Tuấn nói đúng, thì má muốn lấy cuốn sổ đó cầm để mà kinh doanh. Thì em mới nói dạ thì má mượn thì con đem về cho. Thì em về em có xin phép ba em cho mượn. Khoảng một thời gian sau thì má mới gọi điện cho em, thôi bây giờ má giữ cuốn sổ này nha, con có làm gì không, không làm gì thì má giữ nha. Thì em mới nghĩ là mình cũng đâu có làm gì đến tờ giấy đâu, cũng không cần. Thì em mới nói là thôi má giữ đi, con cũng không có cần thiết. Má giữ xong thì cũng không bao giờ đề cập đến nữa. Dẫn đến ly dị là em với bạn bắt đầu xung đột tiếp. Nhưng mà vô tình cái cuộc gọi thôi, cái cuộc gọi nó bị cấn máy. Mẹ bạn chửi bạn là gia đình em nghe được. Là bắt đầu rất là nhiều vấn đề xảy ra, mâu thuẫn. Mâu thuẫn từ từ nhỏ dần, bắt đầu lớn dần. Thì em với ảnh gây lộn thì hay nhắn tin với nhau, chửi nhau. Thì ảnh lại chụp tin nhắn lại gửi cho gia đình em đọc. Và ảnh đưa tin nhắn cho ba mẹ ảnh đọc, chụp hết, gửi. Thì em mới cảm thấy là không ổn. Tại vì tất cả mọi sự riêng tư, cái gì cũng vậy, chồng mình phải giải quyết với mình. Một điều là chồng em
thực sự là cái người có thể là bạn đó không có khả năng tự đưa ra các quyết định. Dạ đúng rồi, không có quyết định gì hết và bị phụ thuộc vào gia đình. Cho nên gia đình cũng bị làm phiền nhiều bởi cái mối quan hệ hôn nhân của hai đứa luôn. Dạ đúng rồi, khi mà gia đình mà trả nợ thì bạn lại không, càng không có chính kiến nữa. Bạn lại phụ thuộc vào gia đình càng nhiều. Lúc đó thì bạn không còn tha thiết với em nữa. Cái giọt nước tràn ly để mình quyết định là phải nói với nhau, tuyên ngôn với nhau về câu chuyện ly dị là thời điểm nào? Là thời điểm mà tất cả mọi chuyện của em bạn đi nói với gia đình em hết. Thế thì khi mà em đưa ra quyết định ly dị là em nói với chồng em hay em nói với gia đình? Dạ, mọi người đi qua nói chuyện với nhau luôn, là có tất cả mọi người luôn. Mọi người có nghĩ cuộc nói chuyện đó là cái cuộc nói chuyện để được nghe em nói về việc ly dị không? Mọi người không biết và mọi người nghĩ là em không dám. Và bạn tuyên bố một câu với lại mọi người và tuyên bố với em là không có bạn em sẽ không sống được. Những cái câu nói đó là đẩy đến em là cái kiểu mà em càng muốn ly dị. Bạn không biết cái những cái câu đó là cái mũi dao đâm cho em hay gì. Thì đến lúc đó là em mới nói chuyện với lại ba chồng. Em nói là em sẽ ly dị. Thì ba chồng em lại nói một câu là nếu con muốn ly dị thì con nộp đơn đi. Thì em mới nói là ok, con sẽ nộp. Nhưng con không muốn con là người nộp đơn rồi con sẽ bị điêu ra là con là con loại phụ nữ bỏ chồng. Và bạn cũng nói là bạn ly dị hay ly dị đi, bạn sẽ tự ra tài bạn ký. Là lúc đó là gia đình chồng là không khe đến em nữa rồi, là coi như là lơ luôn rồi. Và em có nói bạn là bây giờ ly dị thì mình vẫn gặp cho cặp con, vẫn tụi mình ví dụ mà thích mình đi chơi, đi ăn đi uống bình thường. Thì bạn kiểu ok, rất là vui vẻ luôn. Nhưng mà đến lúc mà ly dị bạn lại thay đổi, bạn lại bóc phốt em, bạn lại đăng em lên mạng xã hội với nội dung là bạn nói em là một con người tệ, là em sống không biết điều. Vậy ai cho em biết? Bạn chung em. Dạ đúng rồi, gửi qua cho em. Nhưng tới một thời điểm là dịch, là lúc đó tụi em ly hôn rồi, thì bắt đầu em mới nói là cái miếng đất chung đó bán đất đi để chia đôi ra, là phần người nào người đó giữ. Thì bạn lại không chịu. Thì em mới gọi điện cho má, thì má lại nói là con muốn gì thì qua đây nói chuyện. Em qua bây giờ con muốn bán. Thì má lại gọi cho ba mẹ em bán vốn em. Nhưng mà vì má giữ cuốn sổ thì buộc em phải thông qua má để em lấy cuốn sổ đó về. Thì má mới nói là tư cách gì con qua đây đòi đất. Mà trước lúc đó là em nói là đất con sẽ trả lại. Má nói là không, cho rồi là không bao giờ lấy lại. Thì bây giờ má, nếu mà má chịu thì mình bán rồi mình chia đôi cho nó nhanh. Thì không chịu thì em mới nói là nếu vậy con bán thì con sẽ trả lại cái phần mà lúc đầu má mua cho con, chia ba. Cũng im, cũng không chịu. Sau bắt đầu em mới nói nếu như vậy nữa không chịu nữa thì buộc phải đi đến phương án thứ ba là phải ra tòa. Thì em mới nói nếu như mà ra tòa rồi không chịu đuổi em về. Thì em mới nói vậy em sẽ mấy em đi về. Em đi về đâu được khoảng 2 tiếng thì cho em gọi điện lại. Bây giờ muốn bán đúng không? Bán đi rồi trả tiền cho má. Nói như vậy em kêu ok. Thì em kêu người bán. Thì khi mà bán xong, má chồng em lấy lại cái phần của má chồng em, và chồng em lấy phần của chồng em, và em là một phần nhỏ là em trả. Thì từ lúc mà cầm về là ông bà không gặp cháu luôn. Và chồng em là lúc em đi dị là em không cần chu cấp. Thì căn bản là em cũng không cần một bất cứ một thứ gì hết. Cái lúc mà đi dị bạn qua nhưng bạn không chu cấp, nhưng mà bán đất xong là không qua nữa. Trước đó là ông bà vẫn gọi video call. Thế giả định nếu như bây giờ bạn đó qua và chở em bé về nhà nội chơi thì em có cho không? Cái lúc mà bạn qua là bạn vẫn qua thăm rồi, nhưng mà chở là em không cho chở. Thì bạn qua thì em vẫn để cho bạn nói chuyện với bé và ẵm với bé. Đến thời điểm hiện tại, cái mối quan hệ giữa mình với nhà bên kia, với chồng cũ, nó có tạm được gọi là êm đềm không? Dạ, nói chung là không liên quan gì đến nhau cả. Vậy thì khi mình kể một cái hành trình nó dài như vậy đó, thì có vẻ như cái sai của mình nó không phải là một. Vậy thì nếu như bây giờ nói một cách ngắn gọn, liệt kê những cái sai cơ bản từ cái hành trình hôn nhân đó, thì cũng thấy là có những cái sai gì? Là tại vì ban đầu là mình không có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Cái đó là cái mấu chốt luôn. Và thiếu chín chắn. Chứ thật sự là trong hôn nhân thì cũng chẳng ai đúng ai sai cả. Ai cũng có cái sai và ai cũng có cái đúng. Trong cá nhân đó em cũng là người, em cũng là sai. Chị nghĩ cái sai căn bản nhất đó là các bạn đến với một cuộc hôn nhân nhưng mà các bạn không hề có một cái ý niệm gì về cuộc hôn nhân. Em xây dựng cuộc sống hôn nhân nhưng lại không theo kiểu là cả hai bên sẽ cần nhau, mà lại là sống riêng, mà lại là mạnh ai nấy sống, lại là cái câu chuyện mà nó không có bất cứ một cái sự gắn kết nào để tạo ra một gia đình. Em quyết định kết hôn nữa không? Dạ không. Vì sao? Với tính em thì em thấy em nên ở một mình. Là em bị một cái điều gì đó, một xấu một cái nó sẽ ảnh hưởng em. Em không chấp nhận được. Thay vì người ta bỏ qua được thì em lại không có tính bỏ qua được. Thì nếu như em chấp tiếp tục cuộc hôn nhân mà lỡ người ta có làm gì với em thì em cũng sẽ bỏ người ta. Cái điều căn bản là ngay từ khi bắt đầu thì các bạn đã không phải bắt đầu theo một cái kiểu tình cảm để xây dựng gia đình rồi. Thôi thì chuyện tương lai mình cũng không nói trước được. Dạ, biết đâu duyên số nó vẫn đang đợi em một cái chặng nào đó thì sao. Và chị thích cái từ trưởng thành và chín chắn của em.
Thật sự đúng là yêu thì cưới thôi, đó là một cái công thức đẹp. Và chị tin là mọi trải nghiệm trong cuộc đời của chúng ta nó đều có giá trị để chúng ta có thể có những cái bài học. Nhưng mà em chưa bao giờ mà hối hận vì mình quyết định như vậy. Tại vì cuộc đời em đi thì chưa bao giờ em hối hận một điều gì đó. Nó là tất cả là kinh nghiệm, trải nghiệm của mình. Chị nghĩ là nó giá trị ở chỗ là vì mình biết vì sao lúc đó mình quyết định như vậy. Mình đồng ý đó là một quyết định sai, nhưng nó đủ lý do. Vậy thì coi như mình đã đi xong một hành trình, cũng đã quyết định xong những gì cần quyết định. Có thể là làm mẹ đơn thân là khổ chứ không phải là không khổ, nhưng nó vẫn bớt khổ hơn. Dạ đúng rồi. Nếu như mà so với một hành trình khác. Vậy thì khi em nhận lời ekip em xuất hiện ở đây, em bày biện cái câu chuyện của mình ra, cái mong muốn lớn nhất của em là cái việc mà em sẽ trao gửi cái thông điệp gì từ cái câu chuyện, từ cái trải nghiệm của mình? Nếu mà mình tiến tới hôn nhân thì mình là đủ trưởng thành và chín chắn. Mình đừng quyết định vì một cái lý do gì về gia đình. Tại vì rất nhiều bạn sẽ suy nghĩ về gia đình trước, khi nào cũng ưu tiên như gia đình. Em khuyên với bạn là nên suy nghĩ mình đủ chín chắn đã. Còn với bản thân em thì mọi người đừng có nghĩ em là mạnh mẽ quá. Rồi bề ngoài của em, tại vì bề ngoài không quyết định được bản chất con người của mình. Đôi khi là tìm kiếm một sự mạnh mẽ để che giấu sự yếu đuối bên trong rồi. Dạ đúng rồi. Cảm ơn Phụng, thực ra một câu chuyện khá là giá trị. Và chị cũng hy vọng rằng là với cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, các bạn trẻ thân mến và những bậc phụ huynh bớt trẻ nữa, chúng ta hãy trả câu chuyện hôn nhân về đúng bản chất của nó. Đó là việc các bạn phải tự chịu trách nhiệm khi quyết định sống chung với một người khác, và kéo theo nó là hàng loạt những cái trách nhiệm khác nữa. Hãy để hôn nhân nó là câu chuyện hôn nhân, và bạn được quyền không kết hôn, bạn được quyền kết hôn, nhưng xài cái nào cũng được. Hãy có một lý do thực sự thỏa đáng và đúng bản chất cho nó. Cảm ơn Phụng rất nhiều vì sự thẳng thắn của em trong câu chuyện ngày hôm nay. Chị cũng hy vọng rằng là mọi chuyện qua thì nó đã qua. Chúng ta không bàn chuyện đúng sai khi việc đó là việc đã rồi. Chúng ta chỉ lấy trải nghiệm của mình để làm kinh nghiệm cho một cái hành trình ở phía trước thôi. Cảm ơn em. Và cũng rất là cảm ơn quý vị khán giả đã luôn ủng hộ cho Chuyện Chưa Kể. Chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau ở đây vì thời lượng của tuần này đã hết rồi. Và chắc chắn sau một tuần nữa chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 11 giờ Chủ nhật trên kênh MCV Media. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Rồi, dạ, đúng rồi á. Thì mình xin thiệu mình tên là Lê Công Khoa. Mình 40 tuổi, sinh năm 82, mình sinh ở Sài Gòn. Dạ. Mình đang định cư Úc. Dạ. Đại khái là mình đang định cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình á. Thì... Anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng, mình còn khoảng 3 tuần mấy 4 tuần mình đi. Là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, 4 tuần. 4 tuần. Là một khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Thì bạn gái nó đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình dịp thích hợp, tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như thì... mình quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà tìm được, nếu như tìm được bạn gái cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi. Nó có đâu thì cũng phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại dạ. Mình... có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Dạ. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì. Nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Khoảng mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Là mẹ đang ở quận Tư. Dạ. Sao không đưa mẹ vô luôn anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với là phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ nên mẹ thích cái ồn ào, với qua bệnh không có biết tiếng rồi, phần cũng lớn tuổi rồi, với qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với là mấy người cháu, cháu của bà chị trong nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm trong mẹ, thăm gia đình. Ok, rồi nghề nghiệp của mình là gì ở bên đó là gì? Bên đó thì mình làm bên bưu điện của Úc. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Cụ thể là mình làm gì là vậy? Mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. Cũng là như kiểu ngoài đây là phân form, phân hàng, phân loại hàng á hả? Không phải cân mà mình lựa phân loại hàng á, phân loại hàng hóa, rồi mình sắp xếp cho nó gọn lên pallet, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng hết đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khâu khác là ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì chữa bệnh là mỗi cái khâu khác nhau chứ phải giống như bệnh Việt Nam. Anh làm ở đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được một năm. Ủa trước đó thì em làm có việc gì?
Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi, nhưng sau này mình vô cái công ty đó của tay của chính phủ. Dạ. Ừ. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi thôi. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Dạ, tại vì mình rất là tự nhiên có giùm nói cái đó để mình dễ lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Nhưng mà người thân của anh có ai bên đó không mà anh qua đó anh định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ mình ly hôn, đơn thân với chị cách đây 9 năm rồi. Thì đã khá là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của họ. Rồi mình đã ly chị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợi tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi mình nghĩ cũng cái cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang nhỏ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Okay. Thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con á, gọi là ở bển rồi cho sống. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình hả? Vợ mình là sinh đẻ vợ. Nhưng mà người gốc Việt. Người gốc Việt thì lại khá là người. Sao quen được nhau rồi qua bên đó? Thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau, tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi. Sau này thì chắc là do có thể là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi em qua Úc anh định cư thì anh làm công việc gì ở Việt Nam? Trước khi mình qua Úc định cư mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale bạn. Bên Nguyễn Kim là chủ Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn không, hả? Không, ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không hay sẽ được lâu dài ở đó? Mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là do cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn thôi. Dạ. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ xíu, bây giờ là không có ồn nào lắm. Nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác thì không? Cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết, tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện nó tế nhị, chỉ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con quá, mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi, chứ mà muốn đi sâu thì mất công, mốt ai cũng khổ. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là anh muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi, biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là này, một cái cô gái bình thường thôi, chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao đó, 1,5 cho lên cũng không là vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chỉ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó đã không có phù hợp với mình. Mình người ta tuổi cũng đã từng ly hôn với anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì. Thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề. Tại vì mình thích những cái người về tình trải sẽ khá là như vậy thôi. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi. Ví dụ tại tánh mình dễ dàng lắm, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao, mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là gu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên, ca sĩ nào không? Anh đã ở anh thì cũng không có thần tượng ai, tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ anh là thần tượng chứ không có thần tượng ai. Thì nói chung là vậy, anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về cách một cái người đó để khác. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được, tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh lại khá là nhiều. Nhưng mà quen anh là phải yêu xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được để chứ anh không? Thì được. Bây giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch. Anh đã có quốc tịch Úc. Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh, có người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lợ, hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp.
Em hiểu ý không? Giống như nhiều khi người ta cũng có những người ta không muốn đi nữa. Không, quan trọng là không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có. Được, thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì đấy. Thì bây giờ nói là do cái duyên để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng, tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bỏ lãnh cho em đi, cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bỏ lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là à, anh này quyết đoán, anh này có chính kiến. Còn bây giờ mà anh lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, dạ. Anh hiểu em, giống như cái kiểu đó mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác. Mình còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó, dạ. Anh hiểu em. Nhưng mà giống như là nó tùy vô hoàn cảnh hai người đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh thì anh ok, anh chốt anh đi đó. Còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, đại khái là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống thì người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Ừ, lợi dụng hoặc là thì nói chỉ tới vậy là như vậy thôi, chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài thôi. Không, không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên anh nói cái đó là mỗi, tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi. Cảm ơn anh. Còn gì nữa? Anh có tài lẻ hồi gì không anh? Thì mình có chơi thể thao, là mình biết ca rồi. Rồi, mà anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh rồi. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi, gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân thể thao. Nhưng mà em biết rồi mà anh thì nói chung là thể thao bơi lội hay là chạy bộ, hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được đó. Hiện tại là anh chơi môn nhà nhiều nhất. Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok rồi, em mời anh hát xíu ha, bài nào cũng được ạ. Bài nào cũng được phải không? Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Thì mình ca thì nói chung thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ thông mới biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gần, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca là. Không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Chứ thay đổi không khí thôi anh ơi. Bữa nay nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh Thanh. Bây giờ tại vì mình ca thì nhạc buồn không ạ, chứ không có cái nhạc buồn cũng được luôn. Anh cái đầm giờ mình không có xin được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát hay thôi. Bài nào cũng được. Cũng vui là chính anh thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tuôn không tình ta na ta. Em cứ nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá, mình cũng không có hát mình, nên mình không có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi ok anh. Có yêu cầu gì bạn gái nữa không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không thì vậy thôi. Rồi. Thì tối anh về đủ rồi. Rồi, rồi ok, cảm ơn anh Quang nha.